Tập tành làm sôi ngũ sắc để cúng giao thừa. Và bỗng nhận ra là hôm nay mình nấu cái gì nó cũng nhiều màu sắc luôn ý. Đố các bạn biết đây là gì? Mình thách các bạn luôn. Và trong rất nhiều màu sắc có cả màu đen luôn ạ. Ảo thật đấy. Rồi đầu tiên là mình ngâm một cân gạo nếp từ tối hôm trước qua đêm. 5 màu trong dự định lần lượt là màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh và màu trắng nguyên bản. Một cân gạo đã ngâm thì chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 2 lạng. Sau đó ngâm cùng với nước củ rèn, nước cốt lá dứa. Đỏ sặc sỡ thì tất nhiên vẫn là gấc chân ái. Xời, hấp dẫn chưa? Lâu lắm nhà mình không mua gấc rồi. Gấc còn có thể làm kẹo gấc này, rượu gấc. Nhưng nhìn chung thì tôi không thích mấy cái sản phẩm làm từ gấc lắm. Chỉ thích mỗi xôi gấc thôi. Màu vàng thì mình sẽ ngâm bột nghệ cùng với nước rồi ngâm với gạo. Kể ra mà có lá cẩm làm màu tím nữa thì tuyệt. Xong xôi ngũ sắc sẽ trở thành xôi lục sắc luôn. Thấy nhà còn thừa mấy cái ống tre từ đợt làm giò ấy, quyết định là sẽ ngâm thêm gạo tí làm cơm lam này, rồi thổi cơm thập cẩm trong ống tre. Gạo nếp vớt ra để ráo trộn cùng với một ít muối. Làm tương tự với tất cả các màu còn lại, cho vào chõ. Đừng quên ngăn cách bằng một lớp giấy nến nha. Mà không hiểu sao cái màu xanh của tôi nó không ra được mọi người ạ. Nó chỉ thơm mùi lá nếp thôi chứ không đậm màu xanh tí nào. Liệu lần sau ngâm lâu hơn thì nó có ra cái màu xanh đậm hơn không hả mọi người? Giờ nó như cái màu cháo lòng ý. À đố các bác biết tại sao lại phải để một cái bát con vào trong nồi hấp thế này nhỉ? Để nếu còn nước nó sôi thì bát sẽ kêu lạch cạch. Còn khi mà cạn nước rồi thì bát sẽ không kêu nữa. Vậy từ đó mình sẽ biết được khi nào cần phải cho thêm nước. Xôi sẽ đổ trong khoảng 40-45 phút. Mở ra dưới nước cốt dừa. Với xôi gấc thì sẽ trộn thêm đường, đảo đều và xôi thêm khoảng 2 phút nữa mới tắt bếp nè. Ôi mẹ ơi, cái khúc này mới dở cơ. Nấu xôi ngũ sắc, cái bài đặt mua khuôn hoa sáu cánh không biết chia kiểu gì. Chị tôi nhìn tôi kiểu bất lực luôn. Cuối cùng phải bỏ ruốc lên để chữa cháy cái phần hình thức. May sao nhìn nó vẫn ra gì phết đấy chứ. Màu xanh mà nó đậm tí nữa là đẹp 10 điểm. Rồi giờ chuyển qua phần nhân của món cơm thập cẩm. Chúng mình sẽ có đậu Hà Lan, cà rốt, nấm, ngô ngọt, khoai môn, lạp xưởng. Tất cả đều thái hạt lựu bé xíu. Mấy ngày Tết chỉ muốn làm những cái món nhiều màu sắc như thế này thôi. Tại vì ngoài những ý nghĩa là đầm ấm no đủ thì mình cảm giác là nhiều màu sắc nó còn tạo cho mình cái mood rất là vui vẻ nữa. Lúc ấy mình nêm vào khoảng 2 thìa nước tương, một xíu mì chính mà sau đấy vẫn còn bị nhạt, nên là mọi người có thể cho thêm khoảng 2 thìa rưỡi đến 3 thìa nước tương cũng được. Nhân chín thì tắt bếp, bỏ gạo đã ngâm vào trộn cùng rồi đơm vào ống tre. Rồi mấy anh chị em vác nhau ra vườn tìm chỗ trống trống, kiếm lá chuối, kiếm củi. Nấu hẳn bằng nước dừa cho ngọt cơm nhá, xịn chưa? Ống to là có nhân, còn ống nhỏ là không nhân, chỉ có mỗi gạo bình thường thôi. Nhưng mà có ai ngờ đâu. Ôi mẹ ơi, này thì cơm lam mới được 15-20 phút nửa tiếng gì đấy mà nó thành than luôn ạ. Nhìn thế này thì ai bảo là cơm lam mà rồi? Làm tôi bỗng nghi ngờ cuộc đời và bỗng nhận ra là à, hình như cơm lam người ta hấp xong rồi người ta nướng sơ sơ thôi chứ không có nướng hết. May sao cái cơm thập cẩm này vẫn ăn được. Yêu cầu cơ bản là nó chín, xong rồi mấy cái phần nhân ăn cũng bùi bùi thơm thơm. Mỗi tội là hơi nhạt thôi, vào ăn với lại thịt kho hay là với ruốc là tuyệt vời. Mặc dù nó không thành công nhưng mà đánh giá cao sự đoàn kết bày vẽ của cả nhà. Vậy là chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ là thời khắc chuyển giao sang năm mới 2023. Chúc mừng năm mới mọi người nhá!